thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị nhộn nhịp và năng động, nhưng giữa sầu ngào náo nhiệt đó vẫn có những khoảng lặng rất bình yên. Đã có những thùng trà đá đặt bên đường cho người đi đường giải khát, những quán cơm từ thiện, sửa giày, đổi quần áo cũ, phục vụ miễn phí nhu cầu vật chất cho người nghèo. Thì cũng có một nơi phục vụ nhu cầu tinh thần cho họ, đó chính là tiệm sách miễn phí do một người có trái tim rộng mở tạo lập nên, nằm ở số 21 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, mà người chủ tốt bụng của tiệm là bác Nguyễn Ngọc Cần. Với mục đích tạo điều kiện cho nhiều người đọc, đọc sách miễn phí, cho mượn đĩa, kinh sách, bán sách giá gốc, mua rồi được quyền đổi và trả lại, tiệm sách đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu thích đọc sách. Tiệm sách của bác Nguyễn Ngọc Cần được mở cửa từ 15 giờ đến 22 giờ hàng ngày bất kể nắng mưa để chào đón tất cả những người có niềm đam mê đọc sách. Họ đến đây để đọc sách, tìm sách, gặp gỡ, giao lưu với những người thích đọc sách, hay chỉ đơn giản là để trò chuyện với người chủ tiệm độc đáo. Tôi là cái người mà mê đọc sách từ nhỏ. Nhỏ tôi rất đọc sách rất nhiều. Và tôi nghiệm lại, tôi thấy nhờ mình đọc nhiều cái kiến thức mình mở rộng á, cái mình hiểu biết nhiều, cái mình ứng dụng trong cái cuộc sống. Cái quầy sách này là tôi làm mở ra là cũng được hơn 7 năm rồi. Cái quầy sách hiện tại coi nó nhỏ vậy nhưng mà bây giờ cũng khoảng hơn 6.000 đầu sách. Rồi học làm người, rồi sức khỏe, rồi văn học nước ngoài, văn học Việt Nam. Khi đến tiệm sách nhỏ cho đọc và mượn miễn phí của bác Cần, có lẽ ai cũng cảm nhận được sự ấm áp, thân tình vì thái độ ân cần và thoải mái, vui vẻ của người chủ tiệm tốt bụng. Không gian tuy nhỏ nhưng vẫn tạo cho người đọc cảm giác dễ chịu khi tìm sách vì mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ông chủ tiệm sắp xếp sách mỗi ngày và coi đó là thú vui của mình bên cạnh việc đọc sách.